bói với toán ế thiêu ế chảy. Chả có ma nào bọn nó coi mình, coi cho mình thử thế nào. Còn bao nhiêu phần hụi chết chả có tiền mà đóng, mấy tuần nay toàn mì gói không quá. Lại còn... Ôi giời ơi. Chào Cúc. Ôi trời ơi, hên thế nhỉ. Bonjour mon cher. Hả? Excuse moi, bonjour madame. Sao vậy mà kêu mon cher? Tại vì cơ thể nó vững chắc, nó tưởng là đàn ông. Mời vào. Dạ. Mời vào, mời vào. Này nhá, trời ơi, cô Út coi như là thanh toán tất cả mọi việc này nhá. Nào tình duyên, gia đạo, sự nghiệp, công danh, số đề, football, food stamp, tất cả. Cô Út cho mượn mấy đồng lẻ đi ra một chút xíu cô. Cái gì vậy, sáng sớm mà mượn tiền lẻ là sao? Không phải, gửi xe đặng vô cô bói. Ơi giời ơi, thế mà không nói. Cái gì chứ lẻ là Út nhiều lắm. Đây đây, Út cái qua đờ đấy. Đây. Cảm ơn cô Út nghe. Vâng. Ôi giời ơi, bà độ rồi đấy, tướng cái con mụ này cơ bộ có tiền đấy. Ai, con lạy bà ở trên ngàn, thương con đệ tử trần gian bà về. Xá lầm, xá lú, xá mê, con mà trúng mánh thì con thề con ăn chay. Hello. Búp coi bói đấy à. Trời đất, mời ngồi. Trời đất ơi, khổ quá. Cái sổ tôi bút kín là 6 tháng rồi, không có thì giờ đâu. Hả? Vâng, tôi biết ông là bạn của bác sĩ Dũng đỡ đẻ. Vâng, thì bác sĩ Dũng là đỡ đẻ cho em đấy. Không, hồi sanh con đầu lòng thì em làm gì đã có chồng. Chờ em tí nhá. Thôi được rồi, em có một người khách là mới cancel đây, em nhét bác sĩ vào chỗ này nhá. Thôi được rồi, vâng, cảm ơn nhiều. Còn cái ông dược sĩ phải để tháng sau mới được cơ. Cảm ơn, bận lắm, vâng. Cô Út đắt khách quá cô Út ha. Mà đảm biết không, trời ơi bận vô cùng lắm. Sao bây giờ mà đảm hôm nay vô làm cái gì đây? Mà đảm đừng có nói nhá. Mà đảm để tôi nói, tôi mà đoán sai, tôi bỏ nghề ngay. Nhá. Cô Út cho mượn cái phone chút xíu. Mà đảm là cái họ gì mà cứ mượn suốt đây. Sao không kêu vậy cô? Hay phone con nít nó chơi làm sao mà kêu được hả? Trời ơi, không. Cái phone này là phone đặc biệt. Cái này vừa mới nó cong téo lên rồi đây này. Đời mới hả cô? Người ta gọi vào được, mình gọi đi không được. Lạ cô ha. Digital đó thế nhá. Thôi thôi bỏ nhá. Thôi bây giờ chúng ta vào việc nhá. Bây giờ này, tôi mà đoán sai đó, tôi bỏ nghề ngay nhé. Hôm nay có phải là madam đến đây coi về chuyện tình duyên không? Tình duyên tôi tốt đẹp lắm, vừa có chồng mà vừa có kép nữa. Ơi, thế không phải là chắc là coi về gia đạo rồi. Không, gia đạo tôi trên thượng dưới hòa. Thế chắc chắn là lại coi về sự nghiệp chứ gì. Ôi, tôi có 2-3 tiệm nail, làm gì có cần tiền, không cần tiền. Đến với thầy bói mà cứ vui vẻ với lại nhiều tiền thì đến làm cái con mẹ gì không biết, là khổ ghê. Không dám gì, nhờ cô Út coi giùm gia đạo. Quên, công danh. Tôi cần công danh. Trời ơi, tôi muốn được nổi tiếng. Tôi muốn người ta khi mà tôi ra đường, người ta phải nhìn tôi, người ta ồ lên. Mỗi lần thấy tôi, người ta lái xe, người ta vô quẹo ở đây đụng xe rầm, tôi mới chịu. Cái đấy thì nó dễ quá. Hôm nào mà đàm ra đường đấy, quên mặc quần áo là người ta nhìn ngay. Út đây chơi chứ. Em không mặc quần áo vui lắm. Thôi đấy, nói chơi thôi, bây giờ chúng ta vô vấn đề nha. Cho nó đâu ra đấy nha. Thật sự tôi đấy, là tôi làm nghề cứu đời. Không bao giờ có cái gì, có như là cái gì chuyện tiền bạc là không bao giờ có tôi. Lúc nào cũng cái bảng con này đấy, cứu nhân độ thế. Nhưng mà cái bảng này nó không quan trọng bằng cái bảng này. Biết rồi, cứng nhiều phước nhiều hả? Cái gì? Cứng cúng. Nhiều phước nhiều hả? Cúng. Chữ cúng cái gì kỳ vậy? Chữ Hán nó viết nó vuông vuông như thế, đừng có đọc bậy bạ. No problem. Đấy. Cái gì đấy? Cái bóp. Cái bóp để đấy à? Tiền. Hèn chi lúc nãy ma đàm vào em thấy hào quang sáng tỏa ngay đấy. Bây giờ cho em gửi tiền cốt ha. Đấy,
Tôi dạ. giận bây giờ đấy. Tôi bảo tôi làm nghề cứu đời, tôi không có dám nhận. Dạ, đây là ông Thành, dạ, tổ nghiệp, dạ, con Lộc Thành của con, dạ, dạ, tổ dạ. Tổ rồi thôi, dạ. con hưởng tí lộc thừa dạ. thôi. Đấy, dạ, giờ bắt đầu nha. Bây giờ cho tôi coi cái tay nhá. Nam tả nữ hiếu, hiếu hiếu. Dạ, dạ, đây, 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 đây dạ. nha. Sao thế này? Dạ, sao cô? Hả đồ bên dưới cô? Trời đất ơi. Dạ. Mà đàm nghe tôi nói nhá. Sao cô? Thế giới này chỉ có ba người có bàn tay đặc biệt như thế này. Ai vậy cô? Người thứ nhất á dạ. là Từ Hy Thái Hậu. Có biết Từ Hy Thái Hậu là ai không? Không. Là Phan Nghiên Tử đóng trong phim Bộ Hồng Kông đây. Ờ, Phan Nghiên Tử, tôi biết. Dạ. Ừ. Người thứ nhì đấy dạ. là Nam Phương Hoàng Hậu. Có biết Nam Phương Hoàng Hậu là ai không? Cái bản xử chứ không biết gì cả. Nam Phương Hậu là vợ Tưởng Giới Thạch. Ồ, oh, nhớ rồi, không phải Tưởng Giới Thạch mà là Nam Phương Hoàng Hậu, vợ của Vua Bảo Đại. Thì cứ nói chung là vợ của các ông to dạ, cả. Dạ, nào cũng được, dạ, vợ ai cũng được. À, còn người thứ ba là bà Ngô Đình Nhu. Tôi nghe quen vậy. Trời ơi, bà Ngô Đình Nhu là vợ ông Ngô Đình Nhu đây. Ồ, oh, dạ. Ừ, oh. còn cái bàn tay thứ tư biết là ai không? Ai cô, ai? Chính là bàn tay của ma đàm. Trời ơi, Trey biết. Trời ơi, cô hát lên nó quá trời là hay luôn. Ừ. Không thể tưởng tượng được. Thôi xem. Dạ. Cứ mỗi lần mà ma đàm. Thêm, dạ, dạ đây. Mỗi lần ma đàm vỗ mông đời em nó cứ sáng chói. Dạ, cũng tổ, dạ, dạ, cũng tổ. Cảm ơn nhá. Dạ. À, trời ơi, duyên dáng quá, xinh đẹp quá. Dạ bởi vậy, em đẹp phải không cô? Răng đều lắm. Hết sang trọng hả cô? Ừ. Trời ơi, vậy mà thằng chồng em mỗi lần em nói gặp em là nói đồ đàn bà nhà quê. Tại sao thế? Nó nói em đồ vô duyên. Ừ. Nó nói em đồ đàn bà ăn to nói lớn, cọc cằn thô lỗ. Hỏi cô, em có cọc cằn thô lỗ bao giờ đâu. Không, không, không. Trời ơi, nói gì mà la nói lớn. Nhẹ nhàng lắm. Trời, trong lúc bằng kép em á hả? Mỗi lần em cho tiền nó á, cái nó nói em dễ thương nhu mì nhỏ nhẹ đoan trang thùy mị. Nó nói em có số mệnh phụ phu nhân. Còn thằng chồng em á, nó nói em mệnh phụ phu xe. Cút với ai đúng hay sai? Thằng chồng đúng hả? À không, thằng kép. Thằng kép thông minh đúng quá rồi, thằng kép em cũng mắt nhìn đời mà. Đúng rồi, thằng kép nó nói tướng mệnh phụ phu nhân là đúng rồi. Đúng. Bởi vì trông phú quý lắm, đưa tay tôi coi dạ tiếp cho. Trời đất ơi. Trời đất ơi, cái đường Linh Đờ Săng. Đường gì? Cái đường may mắn á. Oh. Mà vì hồi xưa là tôi là học chương trình Tây, học Marie Curie ở dưới Châu Đốc đấy. Hả? Cho nên là nói toàn tiếng Tây. À dạ. Có biết ăn rau muống xào tỏi bao giờ đâu, chỉ biết ăn rau muống xào thịt bò thôi. À. Với lại bánh cốt xăng thôi. À dạ. Trời ơi, cái đường Linh Đờ Săng tức là cái đường may mắn. Dạ. Tại sao nó lại, ôi giời, sao nó chui dài thế trong đây đây? Không. Thẹo. Thẹo mới hút mỡ xong. Mẹ ơi, kỳ quá. Kỳ. Hèn chi. Bàn tay thon thả quá. Dạ. Trời đất ơi, cái đường Linh Đờ Săng tại sao nó cua một cái vòng cua đờ sắc như thế này? Là sao cô? Nhà ở cua đờ sắc còn có giá huấn chi là bàn tay của ma đàm. Dạ, trời cô. Cái bàn tay này phú quý kinh khủng lắm. Chắc chắn là ông nhà sẽ làm lớn để bà ma đàm hưởng lây. Lớn gì cô Út ơi, chồng em bây giờ đâu có làm lớn. Chứ làm cái gì? Thổi kèn cho ban nhạc lắm mà. À, không sao. Dạ. Bill Clinton thổi tò tí te mà còn làm tổng thống Mỹ kìa mà. Dạ cô. Dạ. Trong tương lai chồng em sẽ làm tổng thống hả cô? Đây. Ừ, quá sức tưởng tượng rồi. Nhưng mà làm lớn rồi đấy. Dạ. Cái hột xoàn nó lại bé quá, lại không xứng. Hôm trước tôi đoán cho cái bà kia đoán hay quá, mới rút hột xoàn nó tặng tỏ liền đấy. No problem. Chuyện nhỏ. Dạ, cúng tổ, dạ, cúng tổ lòng thành của con. Cô biết không, mới đây nè. À, hả? Hột xoàn tấm thì cũng hơi khó bán đấy. Có sạch không? Sạch lắm, chút xíu bọt, chút xíu than thôi à. Hột xoàn tấm mà có tí bọt, tí than thành hạt é mẹ rồi. Nghe. Sao? Chỉ có chuyện nhỏ. Mới đây nè, em mới cho thằng kép em một hột xoàn 3 carat. Chuyện này là chuyện nhỏ, 3 carat còn dám cho kép em mà. Thế à? Bởi vậy cho nên nó ôm bàn tay em lên, nó hung. Nó hung, nó còn hát bàn tay nằm ngon, em vẫn kêu xa. Mà đàm chắc có học cái lớp coi như là cái lớp opera thì phải. Không, obi vô, người ta ra em vô. Trời ơi, vui tính quá nha. Yeah. Thôi nha, bây giờ khí sắc là thông lắm rồi nhá. Phú quý giàu sang lắm rồi. Bây giờ có nghĩa là mỗi tuần tới tôi một lần, khí nào nghẹt tôi thông hết cho. Bây giờ hẹn cô, đúng qua tuần sau ấy, em tới cũng thông khí cho em ha. Dạ.
trời ơi. Hay gốc ha. Tuyệt vời, sang trọng quá đi mất thì thôi ạ. Excuse me. Oh. Hola amigo. Gì vậy mẹ? Tự nhiên hola amigo. Thôi chết, cô út tưởng là mẹ. Trời ơi. Nhìn mặt giống mẹ thôi, mời vào, mời vào coi bói chứ. Mặt ta giống mẹ. Mời vào, mời vào, mời vào coi bói. Giận hết sức kìa. Mời vào nha, trời ơi. Này, hôm nay bà đỏ đắt khách quá. Này, bây giờ ngồi ngồi yên nhá. Dạ. Để cho út nói. Dạ. Út nói sai, út bỏ nghề ngay. Gì hả thiếu? Có phải đến đây vì chuyện tình duyên không? Trời ơi, hữu hồn mà. Út nói đúng quá. Cô nói thiệt với út nha, cô đang đau khổ lắm út ơi. Sao thế? Út biết sao không? Hồi năm ngoái á, cô có về Việt Nam. Cô có thương một người. Rồi cô tìm cách lãnh sang bên này. Đó, lãnh sang bên này rồi lúc đầu sống hạnh phúc lắm. Cái cuối cùng mới tuần rồi kìa, cô dẫn đi sổ lỗ tai. Cái bị khác sổ lỗ mũi đi luôn rồi. Trời đất ơi, đàn bà gì mà sao lại bạc tình bạc nghĩa thế nhỉ? Hả? Út nói ai vậy? Thì cái cô vợ mà ông rước từ Việt Nam sang đây. Trời ơi, hú hồn. Người ấy không phải đàn bà, mà là đàn ông. He's a boy, very strong man. Nhưng mà cô nói thiệt với Út quá nha, cô còn thương, cô còn khổ. Chứ con hết thương mà chảnh với con hả? Xin lỗi Út à, tạt nước trôi phấn thôi nào không hay á. Đừng chảnh với bà. Cái tướng ngúng ngoa ngúng ngoài Út chóng mặt quá. Xin lỗi Út nha, coi vậy chứ chị cũng men lắm mà. Thôi được rồi, chị men vào đây, chị men vào đây. Đây, vào đây. Này, đàn bà thiếu gì không yêu lại đi yêu đàn ông, chán lắm. Trời Út ơi, đàn bà thương đàn ông là xưa rồi. Thời buổi bây giờ là phải đàn bà thương đàn bà, đàn ông thương đàn ông. Đó mới là fashion. Út ơi, Út có coi Thúy Nga Paris không? Có chứ, coi nhiều lắm. Ai cũng khen Nguyễn Cao Kiều Duyên đẹp mà dễ thương hết á. Nhưng mà con đâu có kết. Con kết người khác. Này, kết ai vậy? Dạ con kết Nguyễn Ngọc Ngạn. Này, tôi nói thật nhá, tôi thấy cái ông Ngạn vừa già vừa lẩm cẩm mà kết làm gì? Trời ơi, Út đừng coi thường ổng nha. Ổng già mà lẩm cẩm nhưng mà đầy kinh nghiệm. Nhưng mà nói chơi dốt thôi. Trường hợp Nguyễn Ngọc Ngạn là trường hợp ngoại lệ. Ổng thuộc dạng lão ngoan đồng rồi. Ôi giời. Còn cỡ con hả? Vớt Hồng Hài Nhi không à? À thế à? À thôi bây giờ Út ơi, Út coi giùm con. Út ơi, nãy giờ nói chơi hoài con khổ quá Út ơi. Coi thì dễ thôi, bây giờ coi tình duyên thì cái trước tiên là phải coi công danh. Dạ. Công danh mà nó lên vùn vụt thì không phải một boy mà 100 boy nó cũng bám. Vậy hả? Dạ. Ừ. Nhưng mà trước tiên coi ấy thì có biết xứ Mỹ nó có cái gì hay không? Xứ Mỹ sao? Xứ Mỹ thì no money thì no talk. À ha, no money no talk. Dạ, tiền nhiều thoát nhiều, tiền ít thoát ít. Très bien. Dạ, con hiểu rồi Út ơi. Cash only nha. Ủa, sao vậy Út? Út sợ khai thuế lắm. Con biết mà Út, đồng hương mình với nhau mà kinh nghiệm lắm. Rồi. Dạ Út nhận giùm. Rồi, cái này tổ nha, tổ chứ phải Út nha. Ôi, dạ, đấy. Dạ. Cứu nhân độ thế thôi. Thôi nha, bây giờ bắt đầu nha. Dạ. Bây giờ nhìn thẳng vào mắt cậu em. Dạ. Tôi đoán ngay thế này. Ở ngoài đời có hai tên phải không? Không có đâu Út ơi, từ nhỏ tới lớn có một tên à. Phải, chắc chắn là phải có hai tên. Dạ không có một tên nè Út ơi. Thế bây giờ tôi hỏi tên gì? Dạ Cẩm Hường. Thì đúng rồi, tên Cẩm với tên Hường không phải là hai tên Cẩm Hường à. Trời ơi Út, hay dễ sợ hay dễ sợ. Rồi, bây giờ đoán vào công danh nha. Dạ, công danh Út. Bây giờ là phải xòe tay tôi coi, tôi đoán về công danh. Dạ. Nam tả nữ hữu. Dạ. Nam tả nữ hữu. Còn cái này nam nữ. À, cái này à,
về ba dạy thôi, đưa mẹ hai tay đoán luôn. Sao thế này? Trời đất ơi, con sắp đài không? Trời đất ơi, tôi nói cái này lắng tai nghe nhé. Dạ. Thế gian này có ba người có bàn tay đặc biệt như cậu em. Trời ơi, dữ vậy không? Người thứ nhất là hoàng đế Napoleon. Dạ. Người thứ hai là tổng thống Kennedy. Dạ. Người thứ ba là Tưởng Giới Thạch. Còn người thứ tư có biết là ai không? Dạ ai vậy Út? Chị... Hả? Người thứ tư là tôi phải không cô Út? Trời ơi, Madam. Tính đi chạy tới gọi Madam tới đây đây này. Chị cô đã moi tiền thêm hả cô? Bây trời, Út chỉ làm nghề cứu đời thôi. Yeah. Nhưng mà hôm nay đấy nhá, tự dưng Út hôm nay đúng là thiên duyên tiền định. Tự dưng coi bói hai người khách lại có hai cái bàn tay như thế này. Trời ơi, cái đường Linh Đờ Xăng nó kéo dài, nó nhập vô thành một cái đường Linh Đờ Cơ. Mà nhập vô thế thầy hợp á, mà có một cú sét ái tình thì người ta gọi là l'amour c'est pour rien. Trời ơi, hai bàn tay nào mà kết hợp là hạp lắm nha. Hai người mà kết hợp với nhau có chi bằng là hoàng đế Napoleon mà kết hợp với lại Từ Hy Thái Hậu. Tây mà kết hợp với Tàu á, chắc đẻ ra con lai xinh lắm. Trời. Nghe nói thì cũng ham, có điều phải lúc bỏ thằng chồng với thằng kép cũng uổng. Mà mấy cái hệ kia rành quá rồi, giờ đổi hệ chết luôn. Trời ơi, Út này kỳ thiệt nha. Hồi nào giờ mình mê đàn ông không à, tự nhiên hôm nay gã gái cho mình à. Nhưng mà nhìn tướng mẹ này cũng giống boy lắm. Ok, let me try. Vậy thì Napoleon xin mời Từ Hy Thái Hậu đi ăn bánh croissant được không? Không, Từ Hy Thái Hậu không thích croissant. Từ Hy Thái Hậu chỉ thích bún riêu à. Bún riêu mà để mắm tôm nhiều nhiều Từ Hy Thái Hậu mới chịu đó. Vậy hả? Thích thì chiều. Vậy xin mời Từ Hy Thái Hậu đi ăn bánh bún riêu. Ok. Trời gì vậy mẹ? Thô bạo vừa phải thôi chứ. Da người ta mỏng dánh xôi vậy hả? I'm sorry. Go. Con lại hôm nay con... Đừng tha em đêm nay, ba má em đang ngủ say. Đừng tha em đêm nay. Ngày hôm qua nằm mơ thấy cái gì mà yêu đời dữ vậy ha? Có cái gì đâu. Bán được vài cái hột xoàn thôi là nó tí tửng, nó cứ hát thế thôi chứ có cái gì. Trời ơi. Mà trời ơi, buôn bán sao cái chuối nhũi mà sách thế hả? Sách báo thế hả? Không phải, anh đang đọc mấy cái mẫu quảng cáo nè. Đọc cho nghe nè nha. Đâu, cái gì? Cần bán gấp, nhà mới xây. Ừ. Địa điểm tốt, gần trường học, gần siêu thị, gần nghĩa địa. Cái gì? Còn này nữa nè. Nhà hoàng kỷ niệm 5 năm khai trương, đại hạ giá. Ai chôn trong tháng 7, được bớt 25%. Thôi chết. Nếu chôn hai người một lúc, người thứ hai được miễn phí. Chôn one, get one free. Quảng cáo gì mà kinh thế, nhà quan nào vậy? Nhà quan của chú Sáu Tấm á. À, chú Sáu Tấm thì em quen. À, còn tin hấp dẫn nè, em nghe nè. Tin gì? Lại đây, vợ thưa chồng, ngủ không coi chừng để thằng làng bò ngang rúng. Trời, cái tin gì mà cái con mẹ nó mà vô duyên thế, ngủ đi. Nghe cái gì mà cái tệ, đâu, chỗ nào? Tội nghiệp vợ tôi ghê á, thường ngày gạt người ta dữ lắm, hôm nay dễ bị tôi gạt người ta. Vơ vẩn buôn bán không lòn, gạt cái gì cả. Thôi mệt quá đi. Thôi thôi này này này. Đi giỡn chút xíu làm dữ vậy. Nhưng mà anh nói em rồi đó nha. Chuyện gì? Nhắc cái chú Sáu Tấm anh nói á, em buôn bán cái gì cũng phải vừa phải thôi. Em bán lời vừa phải thôi em ơi. Anh lời cái gì? Bán cho cái ông Sáu Tấm một cái hột to bằng cái đốt ngón tay, lời có 4.500 chứ bao nhiêu. Trời đất ơi, 4.500 mà chưa chịu nữa. Không phải là vì hôm ấy là chú Sáu Tấm chú vô mánh. Mánh gì? Thì ơ hay xe lửa đụng chết 10 mạng người, chôn mệt nghỉ mới có tiền mua hạt xoàn chứ lệ. Trời ơi, nhưng mà anh nói em rồi, làm cái gì cũng phải có qua có lại. Sao lại không có qua có lại? Thì em bớt cho chú ấy 700, chú bảo là khi nào chồng chết chôn thì bớt cho 50%. Trời ơi, cái ông nào vô duyên vậy? Không, chú ấy hứa thôi chứ mà anh chưa chết đâu anh. Thôi, bậy bạ đi. Thôi được rồi, đi vào làm giùm em một cái cho nó đàng hoàng vào nhá. Được rồi. Ê em ơi. Hả? Hình như bà bác sĩ Tân tới kìa. Đấy đấy, em biết ngay, tự nhiên sáng nay nhẹ nhõm người. Nhưng mà nói gì nói, anh để ý cái bà này nha. Sao?
Ba tới cái tiệm mình nó không bao giờ mua hết á. Gặp mặt anh cái nhờ coi hộp, rửa hộp, chùi hộp. Hạt xoàn. Hộp xoàn. Nói cho rõ ràng, hột hột cái gì? Dạ, chị ba mua nha không? Rồi vào vào nhận hột đi. Ô, chị Kim Tinh. Chào chị Kim Tinh. Chào anh Kim Tinh. Vâng. Chào bà bác sĩ. Chào chị Tân. Bác sĩ. Chào bà bác sĩ. Chào anh Kim Tinh. Dạ. Chị Kim Tinh khỏe không? Em khỏe lắm. Hôm nay có việc gì cần tới em nào? Thì có chứ. Nhờ anh Kim Tinh chùi giùm cái hộp này. Xí. Yeah. Chùi đi mà. Chưa, còn cái hộp này nữa. Mới đi Phi Châu về mua 105 ly. Trời ơi. Anh chùi giùm luôn anh Kim Tinh. Dạ. Hộp xoài mà tưởng đại bác 105 ly. Thôi mình ơi, chùi giùm cho bà bác sĩ cái hột vịt lộn đi. To quá. Hộp xoài. Xoài. Chị Kim Tinh à, nói anh chùi nhẹ nhẹ mòn hột tôi hết. Yeah. Anh ơi, chùi nhẹ nhàng thôi mòn hột bà bác sĩ bây giờ. Yeah. Biết rồi. Sao hôm nay, ôi chết bà bác sĩ, ra em coi thế nào. Trời đất ơi, sao mà hôm nay người nó thon thả hẳn như thế này, thân gầy thế này, có phải là mới work out sao mà thon thả thế? Thì cũng có work out chút đỉnh. Tôi mới phai đao ra một ông bác sĩ chuyên môn tập thể dục thẩm mỹ đó. Chị Kim Tinh à? Sao? Tôi nói chị nghe, ổng chỉ tôi chạy vòng sân banh cưỡi ngựa. Thế à? Cưỡi ngựa chạy vòng sân banh chừng 10 vòng một ngày. Một tháng tôi sẽ trúng 30 pound đó. Thế cuối cùng có xuống không? Có chứ. Tốt quá nhẹ. Mà con ngựa xuống chứ phải tôi. Trời ơi, tội nghiệp của ngựa ghê nha. Tôi đề nghị kỳ sau bác sĩ đừng cưỡi ngựa nữa. Cưỡi voi á. Em. Trời làm gì á. Bà bác sĩ cần gì không ạ? Tính kiếm cái dòng cẩm thạch đó chị Kim Tinh. Trời đất ơi, cẩm thạch em toàn là hàng tốt không à. Nhưng mà cẩm thạch là cho những người ngoài 30 người ta đeo. Bà bác sĩ xuân thì phơi phới như thế này, đeo nó già người lắm. Đâu coi, em đoán coi, chắc năm nay bà bác sĩ độ 28 thôi anh nhỉ. Đúng rồi, 28. Không có đâu. Thấy tôi trẻ người ta tưởng tôi 28, chứ già rồi. Thế bao nhiêu ạ? 29. Chắc 29 đối ngoại thôi. Còn trong giấy khai sanh thì cũng qua sắp xỉ 50. Em. Trời ơi khổ quá. Bởi vậy người ta nói em như con gái hãy còn xuân đó. Vâng, thì là bởi vì bà bác sĩ cái hãy còn xuân đấy. Dạ, đúng rồi chị Kim. Cho nên là đeo cẩm thạch nó già lắm, phải đeo hạt xoàn cơ. Ồ, cái hộp này là nước y nước ép gì chị Kim Tinh? Ấy chết, bà bác sĩ ơi, cái tủ này là dành riêng cho những người low income người ta tới mua. Còn hai class á bên kia mời bà. Chị Kim Tinh cho em coi cái hộp này nè. Chắc phải 2 carat ha. Vâng, hộp này nha. Mà quên nữa gớm, phòng mạch bác sĩ nhà ta, ông nhà ta dạo này sao mà nó đông khách quá đi mất. Hôm em đi ngang thế này chả biết trúng máy trúng gió còn mẹ gì nữa mà. Bệnh nhân cứ xếp hàng đông dài ấy. Chị Kim Tinh không biết, nhà em chữa bệnh mát tai lắm, cho nên phòng mạch lúc nào cũng đông hết trơn nha. Bà bác sĩ nói thế em chả bằng lòng tí nào. Ông bác sĩ đông khách á là vì nhờ bà bác sĩ đấy. Vì bà bác sĩ có tướng vượng phu ích tử, với lại tài giao thiệp của bì bác xã. Bà bác sĩ. em quên đấy. Chứ còn như ông nhà ngồi cả ngày chẳng có khách nào tới thăm đâu. Em cũng biết vậy đó chị Kim Tinh à. Nhưng mà nói ra sợ anh buồn. Bác sĩ duyên quá vậy. Dạ, em có duyên phải không chị Kim Tinh? Không, con duyên lắm. Tôi có duyên phải không anh Kim Tinh? Có duyên lắm. Vậy mà ta nói tôi vô duyên. Này bà bác sĩ, cái này thì nó tốt thật đấy nhưng mà em bán rồi. Bán cho ai vậy chị Kim? Đúng rồi đó. Bán cho ông bà nha sĩ Lân rồi cô ạ. Hả? Nha sĩ Lân á? Vâng. Trời, nha sĩ Lân làm việc ế muốn chết luôn mà bà vợ dám mua chiếc cà rá này bao nhiêu? Dạ có 25.000 thôi. 25.000 á hả? Dạ. Trời đất ơi, chồng làm việc cực khổ vậy mà dám mua chiếc cà rá 25.000. Hèn chi bữa đại hội y sĩ con mẹ cứ đưa tay lên mẹ gãi cái lỗ mũi của mẹ hoài vậy đó hà, cái ghét luôn vậy đó. Thôi bà bác sĩ ơi, nghề của em nó kín mồm, bà giữ giùm em nhá. Trời ơi, kín mồm cái gì chị Kim Tinh ơi, tôi ghét mấy người khoe của lắm. Vâng. Chứ tôi nè,
đeo đôi bông Chanel nè, Chanel nè, chị thấy không? Cái bóp Chanel nè, cũng mười mấy ngàn đó, đâu có khoe đâu. Nè cái áo sen tròn nè, dạ, vâng. Đâu có khoe đâu. Em biết. Đó, chị thấy không? Đó, chứ Mercedes tôi đậu ngoài đó. Ôi giời, Mercedes đời mấy mà bà bác sĩ mua màu xanh đọt chuối như con cào cào vậy? Đời 2000 đó. Vậy à? Tôi order trước 2 năm. Chị thấy không? Cả 100.000 đó mà tôi đâu có khoe với ai đâu. Vâng. Anh Kim Tinh à, hả? Anh nhớ cái biệt thự tôi xây trên núi không? Cả triệu đô la, tôi có khoe với ai đâu. À, phải rồi. Nợ nhà băng ngập đầu á, đâu có khoe với ai đâu. Ôi giời ơi, làm việc giùm tôi đi, trời đừng nói tôi đang điêu với khách. Bởi vậy nói chị Kim Tinh nghe nha, tội nghiệp bác sĩ Lân quá trời luôn á, ê muốn chết nè, mà gặp bà vợ xài như vậy thiệt là không biết thương chồng chút xíu nào hết trơn á. Trời ơi đấy, khổ quá, cái phòng mạch nha sĩ Lân nó ế quá, nó vắng như chùa bà đánh. Em tội quá, suốt ngày em cứ sai ông chồng sang Niền Giang để cho kiếm chút cháo đó. À vậy hả? Rồi ơi, chồng em ngày xưa rồi xấu lắm đấy bà bác sĩ ạ. À, gọi là kim tinh vẩu đấy. À, ngày đầu tiên gặp em à, người chưa vào tới cửa mà răng vào trong tới toilet rồi. Thế là em cái miền riết mà bây giờ xinh dai ra gớm đấy chứ. Phải rồi, có cái răng à, bắt đem đi niền hoài à, niền riết bấm sợ không thấy hả em? Chị Kim Tinh à. Dạ. Anh Kim Tinh hồi đó xấu lắm hả? À, vâng, ngày xưa xấu lắm à, bây giờ có đẹp đâu. Bà bác sĩ lại có duyên nữa rồi. Bởi vì người ta nói em vô duyên em tức đó. Lại có duyên chị nữa. Chị Kim Tinh, bởi vậy em nói á, bà nha sĩ Lân nè, bà ác phụ lắm chị thấy không? Không biết thương chồng chút xíu nào hết trơn á. Thì có mấy ai như bà bác sĩ đâu. Nhưng mà em nói nhá, các cụ ngày xưa có câu đó, y phục xứng kỳ đức. Đấy, mình giá trị như thế nào thì coi như là mình phải đeo đồ như thế đấy. Trời ơi, cái 25.000 này đối với người ta thì lớn chứ đối với như bà bác sĩ thì như muối bỏ bể chứ gì nữa. Ra vào người ta cười chết đấy. Đúng rồi. Bây giờ chị Kim Tinh có cái hộp nào khác nữa không? Sao lại không có? Mời mời bà bác sĩ ngồi để em đưa ra ngay đây. Trời ơi, tướng sang quá đi mất. Chờ em tí nha. Bà bác sĩ hôm nay thế nào mà cứ cười suốt. Đây 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 đây, ngồi ngồi ngồi. Có đây nha. Rồi đây. Đẹp quá hả? Chờ em chờ em. Bà bác sĩ đưa cái bàn tay. Đeo 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 đeo. Đeo đeo đeo. Đeo liền. Ôi trời ơi, Thượng Đế ơi. Đẹp quá Thượng Đế ơi. Trời ơi, sao mà cái hạt xoàn này nó xứng với cái bàn tay mũm mĩm của bác sĩ quá. Ôi dồi, bàn tay này dày quá nhỉ, dày này giàu lắm nha. Bàn tay muốn vậy, bôm hai ống vô vậy à. Không có đâu. Tôi natural từ đầu tới chân đó. Chị Kim Tiên biết không, tôi mỏng mĩm đến nỗi mà anh gặp tôi, mỗi lần anh thấy tôi, anh thấy em, anh muốn cắn. Muốn cắn lắm, mà cắn lưỡi tự tử á. Trời ơi, bố mày ơi, để tao làm tao nuôi con, bố mày ơi. Cứ việc ngồi rũa đi đừng nói nha. Đẹp quá chị Kim Tinh ơi. Đẹp quá. Mà này nhá, em dạ, nói như thế này nhá, bà bác sĩ biết không, cái này đó chỉ có duy nhất một mình tiệm em có, chứ không có tiệm nào mà có hết. Chị Kim Tinh nói vậy chứ hồi nãy bên kia đường kìa, bà kia bà cho tôi coi cái hộp của bà, y như cái hộp của chị vậy đó, mà có 20.000 hả? Em tội nghiệp bà bác sĩ quá, khổ quá mình ơi. Cứ trí thức suốt ngày lo ăn học có biết gì sự đời đâu. Khổ quá bà bác sĩ ơi, bỏ học bớt đi nhìn xuống xuống một chút. Đời sống bây giờ nó nhiễu nhưng nó lường gạt ghê lắm. Người ta lường gạt bà bác sĩ đấy. Không có đâu, em hứa em bảo đảm cái này là cái duy nhất trên thế giới em có. Bởi vì, nói nhỏ không thôi cướp nhá, nó được vớt dưới tàu Titanic lên. Trời ơi. Hả? Trời ơi. Cái gì vậy? Không có, tại vì cái kèm này cũng vớt dưới tàu Titanic lên. Đãi lâu quá nó mục nó rớt. Yeah. Anh chị Kim Tinh à, anh chị nói vậy tôi tưởng tiệm này xài toàn đồ mục không. Mà cái hộp này bao nhiêu vậy chị Kim Tinh? Trời ơi, nó có bao nhiêu đâu cứ chứ, độ 3 hôm khám bệnh của ông nhà thôi. Là bao nhiêu? 45.000. Hả? Vậy? Trời, cái gì thế? 45.000 á hả? Vâng. Trời, chị Kim Tinh, có thể nào kiếm cái hộp nào rẻ rẻ hơn không? Có em, có. Em vô em lấy cái hộp xoàn 3 carat mà có 1.000 đồng cho bác sĩ. Đâu, đâu. Đâu đâu, hộp gì? Đâu? Hộp xoàn giả. Hộp xoàn kia mắc kia rẻ. Chị Kim Tinh à. Dạ. Anh có bệnh gì không? Dạ thưa, bệnh gì ạ?
bệnh vô duyên. Tôi đang chùi hộp của bà nha. Dạ, em nói thật chứ, em đời em khổ lắm cơ ạ. Rước ông chồng về người ta thì có vợ dại, chứ em rước ngay ông chồng dại về, cứ mở mồm vô duyên em muối mặt ấy. Tội nghiệp. Khổ lắm, chồng em chỉ có duyên lúc nó nhận hột thôi. À, bà bác sĩ thấy sao ạ? À, 45.000 thì không có sao, nhưng mà nghĩ tới tội nghiệp chồng mình quá chừng luôn. Anh làm việc cực khổ ngày 10 tiếng mà mình mua chiếc cà rá 45.000. Tội nghiệp anh lắm. Trời, thương bà bác sĩ quá đi mất. Trời ơi bà bác sĩ ơi, nói thế là em không có bằng lòng đâu nha. Các cụ ngày xưa người ta nói là của chồng công vợ, chồng làm là phải vợ hưởng. Đấy, bà bác sĩ diện đẹp như thế này là cho chồng chứ cho ai đâu mà lo vậy. Với lại em nói thật nha, đàn ông đấy, các ông dốt lắm. Bà nha sĩ Lân mua cái nhẫn 25.000, về nói dối là 2.500, ông tin như sấm đấy. Tôi biết, tôi biết nha, tôi làm thợ bạc đó. Với lại em nói cái này nhá, bà bác sĩ muốn mua hay không thì tùy thôi, tại vì em để 45.000 là vốn thôi, chứ em thật tình em không muốn bán. Chỗ là chị em với nhau, em nói thật nha, đố mà bác sĩ biết tại sao mà phụ nữ Mỹ người ta cứ thích đeo hạt xoàn, mua hạt xoàn không? Thì để trang sức cho đẹp. Trang sức chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cái chính là trong luật ly dị của Mỹ nó ghi rõ một cái câu như thế này: khi ly dị, tất cả tài sản chia đôi, trừ hột xoàn thuộc hoàn toàn về người vợ. Sao chị Kim Tinh rành dữ vậy? Trời đất ơi. Cũng may là mình chưa mua cho bả hột nào hết á. Em ly dị, em ly dị cả chục lần em dành cái này lắm rồi. Vâng. Còn cái đám này sắp chưa? Vâng, tại vì chưa mua, chưa ly. Mua rồi em ly liền. Em chán lắm rồi. Đúng. Nhưng mà sao kỳ quá hà chị Kim Tinh, cái ông luật sư của tôi đó, ổng đâu có nói tôi về cái luật ly dị gì đâu. Ổng chỉ biểu tôi mua bảo hiểm cho chồng tôi thôi hà. Chừng nào mà ảnh chết á, tôi có 10 triệu lần đó. Thế à? À, trời ơi, chồng mình chết có 10 triệu tha hồ mua hột xoàn đeo. À, phải trả giá luôn chị Kim Tinh ha. Thế khi nào ông bác sĩ đai á, bà tới gặp em liền nhá. Bởi thế người ta có câu là trâu chết để ra, còn người ta chết để bảo hiểm. Nhưng mà kỳ lắm chị Kim Tinh ơi. Thường thường không có bảo hiểm á, thì hay chết lắm á. Thấy chồng người ta chết mà phát ham vậy hả? Còn em đó hả? Em mua bảo hiểm cho chồng em á khoảng chừng 10 năm nay rồi đó. Chờ hoài không thấy gì hết trơn à. Thì cũng từ từ thôi, nhưng mà bảo hiểm đấy là nói về cái phần chết. Bây giờ mình đang sống, mình nói chuyện sống đi bà bác sĩ à. Em biết từng tuổi này em kinh nghiệm lắm, làm vợ bác sĩ cũng vất vả vô cùng chứ dễ dàng gì đâu. Ông nhà nhá, coi như là học giỏi nhá, phòng mạch đông khách nha, giàu có nha, trí thức nha, tuy hơi già tí thôi nhưng mà cũng được rồi đấy. Trời ơi, rồi nghĩa là đàn bà con gái thiếu gì ở ngoài đường, tất nhiên là không ai bì với nhan sắc bà bác sĩ đâu. Nhưng mà đàn ông đấy nó khoái của lạ lắm, nó ăn cơm chán lâu lâu nó toàn chạy đi ăn tí phở về, cho nên là mình phải thủ. Đời nó never no bà bác sĩ à, thủ nhiều hột xoàn vào, chừng khi ly dị có tí vốn. Chị Kim Tinh nói có lý quá. Vậy kể từ nay mỗi tháng em chơi một hộp luôn. Vâng, nước Mỹ bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, cho nên hiến pháp Hoa Kỳ mới có câu Diamond Forever. Hộp xoàn muôn năm. Đấy. Đúng rồi, vậy tôi lấy hộp này nha chị. Vâng vâng, bà bác sĩ lấy hộp này à? Lấy hộp này. À, thế là anh ơi, làm cái certificate cho bà bác sĩ nha. Chịu mua rồi hả? Trời ơi, hay quá. Xinh quá đi mất. Dạ, thưa bà bác sĩ, thế bà trả check hay là cash à? Cash. À, vâng, anh cho em mượn cái máy tính này. Rồi. Nhưng mà chị Kim Tinh à, đợi tôi qua nhà băng tôi lấy tiền đó nha, không có tiền mặt ở trong bóp. Không có. Hay là bà bác sĩ, để deposit một ít cũng được. Không có đủ tiền. Bà bác sĩ deposit 100 thôi. Dạ, một đồng cũng không có nữa. Anh Kim Tinh cho xin lại mấy cái hộp đi. Trời ơi. Dạ. 10 lần như một. Gặp mặt cái chùi à. Cảm ơn Kim Tinh. Nhờ anh Kim Tinh đeo vô giùm nha. Tôi biết mà. Có chuyện rớt bể hộp của em nha anh Kim Tinh. Cẩn thận.
Anh ngược ngược, anh Kim Tinh ngược ngược. Ngược hột bà bác sĩ rồi. Ôi, anh Kim Tinh ơi, anh Kim Tinh đứng gần em. Anh Kim Tinh rung hay sao vậy? Dạ đây, dạ đây. Ôi, Kim Tinh, đỡ 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 chị Kim Tinh. Trời ơi, nặng, nặng quá, nặng quá. À, bye bye, cảm ơn nhiều nha chị Kim Tinh. Rồi, bye. Trời đất ơi, đúng là sáng nay xui xẻo thế nào á, gặp ngay con mẹ mình người đầu sư tử vào. Xem xét cuối cùng chả mua gì cả. Đốt phong long cho tôi đi. Đúng là super blue and super xạo nữa. Mà em cũng hay thiệt rồi nha. Sao? Cái tướng bả như xì trung vậy à, dám khen hậu đẹp. Thì khen cho người ta mua anh rồi nó không mua. Anh thấy tướng bả thua tướng em xa. Cái gì? Thua tướng em xa. Trời cao đất dài ấy, tự nhiên hôm nay chồng em nó thông minh như người ấy. Trời đất ơi, vậy nào giờ tôi phải người hả trời? Biết chưa, tình kia chưa? Trời ơi, xinh quá nhỉ. Vợ chồng chị hạnh phúc quá nhỉ. Chứ sao? Đi Niagara Falls chơi phải không? Đố. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp biết chưa em? Trời ơi, lại hạnh phúc quá, vợ chồng sao hạnh phúc thế này? Thấy chưa, ảnh ẩm chị thấy chưa? Trời, ảnh thương chị lắm, em biết không, anh Bình anh thương chị kinh khủng lắm. Thế à? Lúc nào anh cũng nâng niu chị hết trơn á. Ảnh là người chồng thành thật, không bao giờ biết giả dối dở trơn á. Trời ơi, em nhìn hình rồi em nghe chị kể chuyện. Trời ơi, em buồn chồng em quá chị ơi. Sao vậy, Minh đâu rồi? Đi bác sĩ rồi. Bệnh gì? Bệnh gì khỏe như trâu ấy. Nhưng mà mắc cái tật nó nói dối. Ôi trời. Trời ơi, ra đường nói dối bạn bè, về nhà dối vợ, đi làm nói dối chủ. Đây này, tuần vừa rồi xin em 1.000 gửi về cho bố mẹ ở Việt Nam thì tốt. Trời ơi, em thấy hiếu thảo, em cắn răng em cho 1.000 gửi. Ai ngờ em tìm ra biết sao không? Sao? Gửi có 50 còn 950 đánh bài sập sám. Trời đất ơi. Bởi vậy ta nói chỉ có một mình chồng chị là thiệt thà với chị thôi à, còn mấy ông không có ai mà bảo đảm với vợ hết trơn á, em thấy không? Thế? Mà cái nói dốc này nè là cái tật rồi. Cái bệnh á thì chữa hết nhưng mà cái tật thì muôn đời em ơi. Không chị ơi, có cái ông bác sĩ này ông hay lắm. Ừ vậy hả? Chị bằng tâm lý đàng hoàng. Vậy sao? Ai mà nói dối tới đâu là đến gặp đúng 3 lần. Coi như nói thật toan tác rồi đấy. Ừ vậy sao? Chồng em đi lần này lần thứ 3 rồi. Ừ vậy hả? Nếu về mà không đổi tâm đổi tính á, ừ, em gọi phone em chửi ông bác sĩ đó ngay. Đúng. Em chết. Nếu anh nói ơi, anh rất yêu em. Đấy, chồng ơi, là thật ra anh đang dối lòng. Còn em nói nếu anh nói dối hoài thì em sẽ divorce anh. Ủa em? Ủa chị Lan? Hai chị em mới qua hả? Ủa? Chờ chị. Bệnh gì mà sao vui vậy? Yêu đời vậy? Dạ không phải, tại lúc này em đang vui quá chị. Sao vậy? Ủa? Hả? Chị Lan? Ừ. Sao lúc này chị khác quá vậy chị? Chị đẹp ra phải không? Chờ chị đổi kiểu tóc ai cũng khen chị trẻ hết trơn phải không? Không có, em thấy chị già đi đó chị. Hả? Thôi có chết rồi chị Lan ơi. Da mặt chị nhăn quá chị Lan. Gì đâu. Em thấy chị nên đi căng da mặt đi nha. Nhưng mà căng vừa phải thôi. Em thấy nhiều người căng á, căng quá cái miệng á, động tới mép tai nè. Thấy không? Trời anh ơi em thương anh quá anh ơi. Anh chê chị Lan già mà xấu em mừng quá. Trời em mừng quá anh. Ờ anh đáng yêu quá trời. Chê sao chị Đào? Hả? Chồng em chê chị mà sao em mừng dữ vậy Đào? Không có, chê như vậy có nghĩa là có triển vọng khỏi bệnh rồi, nói thật nãy giờ đấy. Dạ, chị Lan à, giống như là mắt của vợ em á chị Lan. Chị Lan thấy không? Mắt cái vợ em giống như là người ta nói là cặp mắt là cửa sổ tâm hồn. Cửa sổ em sáng lắm, chồng em vẫn thường nói thế đấy. Con cái mắt của vợ em hẹp quá. Cửa sổ nó hẹp dữ à. Nhưng mà anh nói dạ, nhưng mà anh nói em nghe nha, kỳ này anh có tiền rồi á, anh dẫn em đi cắt mắt. Thôi mà. Nhưng mà đừng có tham lam cắt quá nha em. Anh thấy nhiều người tham lam cắt quá đó, mắt trận trắng này nè. Trời ơi. Bye bye, chúng ta chào chị, chào chú. Vậy đó. Chứ không thôi em cắt quá, tối em về em nằm ngủ quá, mở mắt anh tưởng em còn thức. Anh nói chuyện hoài à. Khổ quá anh ơi, thôi được rồi, nhưng mà anh chê em cũng bằng lòng đó vì khỏi bệnh rồi chị Lan ơi. Nhưng mà anh cũng cảm ơn em. Em giới thiệu cho bác sĩ quá giỏi em. Anh hứa với em từ nay về sau, chuẩn bị bước sang năm 2000, anh không bao giờ nói láo nữa. Hay quá. Tại vì con tim của anh bây giờ là con tim chân chính, không bao giờ biết nói dốc. Thấy không em? Hay không? Thiệt. Xin phép chị, em hôn vợ em cái nha. Tự nhiên. Kỳ quá. Em ơi. Hả? Tối gội đầu chua quá.
Chị nói thiệt nha, hồi nãy giờ chị muốn nói mà sợ Đào nó buồn. Cái chỗ này cũng khó chịu lắm rồi. Dạ. Không không, em mặn hỏa, em kỵ thủy. Xuân thu nhị kỳ tắm hai lần. Trời ơi, anh ơi em mừng quá nha. Bây giờ anh cứ chửi em, cứ mắng thẳng vào mặt em, miễn là anh thành thật là em vui rồi. Này nhá, từ đây về sau hễ mỗi lần mà em nghe anh nói dối một lần thôi đó là em ly dị anh liền. Này, có chị Lan làm chứng chị cho làm em chứng nhá. Không, anh hứa với em, từ rày sắp tới anh không bao giờ nói láo nữa. Chẳng những anh không nói láo mà anh còn khi dễ những người nói láo nữa. Đúng rồi, hay quá chị. Em biết không? Đây 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 đây, em phụ treo bản này đi. Cái bản gì vậy? Đây 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 đây. Trời ơi. Thấy chưa? Honesty is the best policy. Hay quá. Có nghĩa là không có gì bằng chân thật. Trời ơi, anh ơi, em yêu anh quá, anh ơi, em yêu anh quá. Nè, chị Lan ơi, hay là chị cho anh Bình đó đi tới cùng bác sĩ là đi hay lắm đó. Trời đất ơi. Anh Bình mà nói thiệt thì có một húp cháo á. Sao vậy? Ủa? Trời ơi, anh bán chợ trời mà biểu nói thiệt là sao ăn trời. Chị, không được đâu chị ơi. Chứ sao? Em thấy là nói láo xấu lắm, bỏ đi chị. Trời ơi, không phải bỏ, thằng con chị hả, mới 5 tuổi anh đã tập nó nói láo rồi. Chết sao? Trời ơi, bây giờ mới mười mấy tuổi hả, nó siêu đẳng hơn ba nó luôn. Trời ơi. Nói thiệt nhưng mà chị không muốn nó bỏ. Ủa, sao vậy chị? Sợ ảnh hưởng tới nghề nghiệp của nó sau này. Ủa? Vậy mai mốt chị cho con chị học nghề gì? Luật sư. Đây. Có vậy hả chị? Ủa, nhưng mà đâu. Thôi chị ơi, em nói chị nghe, nói xấu xấu lắm. Chẳng hạn như chị nhớ cách đây 3 tháng không? Ừ. Chị bị hư thai đó. Cái gì? Ê. Trời đất ơi, mười mấy đứa rồi còn hư thai gì nữa trời. Sao? Xin lỗi chị. Tại vì em đi bác sĩ riết em bị hơi loạn lặng xíu. Chị bị hư xe. Hư xe. Em lộn hư thai. Chị nhớ không? Cái bữa đó cái anh Bình bị bận công chuyện không đi sửa xe được. Đúng. Anh nói chị mới nhờ em đi sửa xe giùm cho chị. Đúng, 350. Dạ không. Có 300 mà chị. Em bằng lời chị 50. Trời ơi anh ơi, anh tuyệt vời quá. Trời ơi anh tuyệt vời, anh lời chị 50 tuyệt vời quá. Dạ. Anh ơi bây giờ quá. Bây giờ trả chị Lan 50 đi. Thôi. Vậy không? Để em trả chị. Thôi chị cũng bỏ qua. Không. Mấy nhỏ này kìa. Em đã nói rồi. Không, em vì danh dự phải trả. Em. Cái gì? Cho anh 50 đi. Cái gì 50 đó? Hết rồi. Sáng tôi cho 200 đâu. Em cho rồi nào. Xạo không à. Đừng nói thế. Honesty is the best policy. Biết rồi, từ từ. Khổ quá mất đây này. Dạ, đúng rồi. Đây. Kỳ ghê vậy đó, nó vậy không chị. Lấy rồi mà kỳ quá. Đi chị Lan lấy đâu. Lấy cho em thôi, không lấy sợ Đào nó buồn thôi kìa, để chị lấy cho, không sao đâu. Đó, em biết không, ông bác sĩ ông dặn anh á là mình có thắc mắc hay là còn uất ức trong người cái gì á, cứ nói ra hết đi. Đúng rồi. Con người mình mới cảm thấy nhẹ nhàng. Em có nhớ là cái hôm Noel vừa rồi không? Anh có mua cho má em đôi giày hiệu Gucci 400 đồng, nhớ trời không? Trời ơi, chị Lan biết không? Đốt đuốc ban ngày không ra rẻ như thế này. Bà già 82 tuổi mà tặng Gucci đi thì khỏi có gì mà may mắn tặng không? Trời ơi, mẹ em có phước lắm đấy. Đúng rồi. Vâng. Em ơi. Sao anh? Nhưng mà không phải vậy. Chứ sao? Bữa đó anh đi xe bus, ai đi shopping bỏ quên á. Anh mới lượm về tính cho em nhưng mà chưng em nhỏ quá ăn cho má. Chứ chị Lan biết em mà. Biết. Có đời nào mua đồ cho ai đâu chị. Biết, nhìn mày tao biết. Xin mà. Lỗi chị, 10 đồng không bỏ không chi 400. Đúng rồi. Sao không nói trước thì ta có chị Lan nói lung tung à. Em là thằng quỷ nha. Sao chị? Bữa hổm làm chị Lan Bình quá trời luôn vậy đó. Dạ sao? Chị nói anh phải bắt chước cái gương thằng Minh đó. Nó dám mua dài cho mẹ vợ nó 400 đô. Có bao giờ anh dám mua cho máy 40 đô không? Làm chị rầy quang ảnh mà. Chị nhắc anh Bình em mới nhớ đó nha. Sao? Chị cũng nên cho anh Bình đi ông bác sĩ gì đi. Đúng rồi, để chị đi đến giỏi như chồng em. Trời, anh Bình thương chị thiệt thà vậy mà sao đi bác sĩ được? Cái gì? Anh Bình thiệt thà. Chứ sao? Xin lỗi chị à. Ảnh là tổ sư nói dốc á. Em 10 ảnh chính đó chị. Em nói nữa chị giận á nha Minh. Không. Thật sao sao? Anh mình cũng nói dối lắm mà. Cho nói ha. Rồi kể cho chị nghe. Đấy, đàn ông thế ai cũng nói dối. Bây giờ nói chị nghe, chị có nhớ là cách đây 4 tháng không? Chị bị đau bụng có gì nhớ không? Ăn chè thiêu phải không? Trời, Tào Tháo rượt chạy muốn chết luôn. Em biết không? Trời ơi, tao nói đi ra đi vô ban đầu đi sao bò không à. Chị mới kêu anh Bình về chở chị đi nhà thương đó. Đó. Chị thấy không? Chị đi không nổi chị bò. Chị kêu anh Bình về chở chị nhà thương. Anh nói anh bận công chuyện không thể về được. Thì bận công chuyện. Sao? Bận con khỉ, thật ra bữa đó chị biết anh đi đâu không? Đi đâu? Đi coi vũ sexy. Trời. Thấy chưa? Thấy chưa? Rõ ràng thấy chưa? Thấy đàn ông chưa? Trời ơi, chị giờ chị xé xác anh ra liền cho em biết. Có chưa? Trời đất ơi, mà đi với thằng nào? Đi thằng vai nó đi. Đi vai vậy hả? Dạ, đi với em. Cái gì? Tại sao nó làm đi làm overtime mình sexy? Tôi sexy chưa đủ à? Em. Vậy hả? Đâu? Honesty is the best policy. Em.
best nó best nói policy. Thiệt, nó nói thiệt, nó nói thiệt. Dạ, vâng, vâng. Dạ. Dạ. Còn nữa chị, còn nhiều chuyện lắm. Thôi không, để cho anh nói em. Dạ, chị có nhớ không? Nhớ. Chị, anh Bình đã nói anh thương chị lắm. Thì chứ gì nữa? Anh đã bồng chị ra ngoài ăn cơm. Ừ. Xong bồng chị vô. Ừ. Anh nói chị là con mèo ngáy ngủ trên tay anh. Của anh. Dạ. Anh nói chị là con mèo ngáy ngủ, anh nói em khác. Nói sao? Anh nói chị là con voi ngáy ngủ. Trời. Anh nói vậy hết chị. Thì chịu hết nổi rồi đâu ơi, chắc chị phải đi về. Không có đâu ơi. À, trời ơi, phải hỏi cho ra lẽ chứ. Thôi chị đứng đây, chị đứng rồi. Đây, chị đừng có giận hờn gì hết. Em nói chị nghe. Chị không có ngờ chồng chị vậy đâu. Dạ. Biết rồi, nhưng mà chị tới với em á vì là chị muốn mua cái áo của em. À, giận hờn làm gì? À, anh đủ rồi. Bác sĩ giỏi lắm rồi, anh cũng giỏi lắm rồi. Khép miệng lại giùm em. Ok. Đi đi vào lấy giùm em cái áo cho chị Lan. Dạ dạ dạ. Nha. Trời đất ơi, tức muốn chết luôn vậy đó. Chị biết không, cái áo của em nhá. Ừ. Em mua 500 đô. Đây đây đây. Em mua 500 đô nhá. Mà em chưa mặc lần nào. Ủa vậy sao? Để chị 300 đô thôi. Trời ơi, có nửa giá à. 300 đô chị cũng lấy nữa. Em quên rồi. Quên cái gì? Áo mình phải 500 đâu. Cái gì? À, chơi nhiều. Áo này 75% off. Còn có 150 à em? Trời ơi. Để chuyển 100 thôi được rồi. Cái gì? Không, 150 hay 100 gì chị cũng lấy hết, nhưng mà có điều là em mặc chưa? À, chưa bao giờ sợ lần nào cả. Chưa. Cái gì? Em quên nữa rồi. Anh nói em nghe nè. Cái áo này đó. Vậy? Anh Táo. Trời gì vậy Minh? Không gì đâu. Anh Táo nó có vitamin C. Lấy lên ra nói tiếp cho chị nghe, để cho nó nói đâu em ơi. Trời ơi, vợ tôi giả mang vậy trời. Trời, nó giả mang thiệt. Con này ác phụ quá trời luôn. Xin phép chị cho chị. Cái áo này thật ra vợ em mặc rồi, mặc một lần. Hả? Cái bữa hai vợ chồng em đi đám cưới đó chị. Ừ. Mặc một lần rồi, đám cưới đại không no, tối về đi ăn mọi món. Ừ. Cái vợ em làm đổ nguyên tô món em vô người á. Trời đất. Bởi vì em mới đem giặt dry clean đường chết luôn đó chị. Vậy thôi, không dám nói. Đào ơi, cái áo mà em mặc rồi thôi chị không mặc nữa đâu. Ừ. Bây giờ em lấy áo khác, có áo khác thì đưa cho chị đi. Xin lỗi, tại chị biết em nhiều áo lắm. Cái thì nó đổ mắm tôm, cái đổ mắm tép, cái đổ mắm nêm, lung tung cả thôi anh. Thôi lấy cái khác cho chị đi. Em có cái jacket tuyệt vời chị ơi. Dạ, chắc dạ. Được đó. Chắc dạ. Vô lấy chắc cho chị đi Minh. Anh Minh à. Ủa? Anh Minh. Sao vậy em? Ai, ai, Nguyễn. Ủa? Chị Lan. À. Chị Lan đẹp quá vậy chị anh Lan. Anh. Ủa? Trời chị Đào. Chị Đào hôm nay cũng đẹp ghê vậy nha. Ủa? Nay chị Đào ở nhà hả? Sao ủa hoài ủa anh Minh? Thôi em đừng ủa nữa em. Có bầu ủa hoài vậy bà? Đâu có. Chuyện gì đây? Nói đại đi. Em nghe người ta nói đó. Chị Đào đó cho anh Minh đi học cái khóa gì mà thần kinh chữa bệnh sinh lý đó. À. Cái khóa tâm lý chữa bệnh nó giáo rồi. Nó giáo anh chị về tâm lý thôi chứ cái khoản kia thì không cần, anh đầy đủ lắm đấy hả? Trời. Nhưng mà sao, là thành công không vậy? Rất thành công. Anh báo cho em mừng, bây giờ anh không còn nói láo nữa em ơi. Và ai hỏi anh điều gì anh đều nói chân thật rõ ràng hết. Anh giỏi lắm đấy. Hay quá. Ừ. Trời, anh biết không, em á hả, em muốn cần một người nói với em những lời thành thật. Chị Lan biết không? Không. Chị Đào biết không? Không. Cái bài thơ này nè, em mới sáng tác đó nha. À. Em sáng tác hôm qua đó. Cái bài thơ này nó thiệt là trữ tình lãng mạn nha. Cái bài thơ này nó diễn tả một cặp tình nhân đang dìu nhau đi dạo phố nè. Một cặp tình nhân đang ngồi dưới góc phố nè. Một cặp tình nhân đang đi trên đường phố nè. Ba cặp hả chị? Không có một cặp ha. Tôi đếm 6 người đây, sao đông người thế? Không không, một bài thơ thôi, một bài thơ. Anh Minh, gì, 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 anh gì, coi gì, giùm gì. Em coi cái bài thơ này có hay không. Rồi anh cho em biết một cái lời thành thật nha. Để em đi đăng báo dự thi đó, dự thi rồi, đó. Rồi, đây coi coi. À, thôi không cần, để em đọc nha. Em đọc cho chị, cho chị nghe nha, cho anh nghe nha. Rồi. Bài thơ này em đọc nó mới diễn tả hết được cái nội dung bài thơ của em. Đôi ta cùng nhau sánh bước bên thềm. Hay. Bên nhau ta hát khúc êm đềm. Hay. Mỗi lần anh ngồi xuống bên em. Lần nào em cũng đòi ăn kem. Trời. Thấy không, thấy không? Gì kỳ vậy em? Sao kỳ? Trời ơi, kỳ á. Ngồi bên kép của mình á, tự nhiên không đòi cái gì, đòi ăn cà rem. Em thích ăn cà rem mà. Thôi mời, em không biết gì nè. Hồi lúc chị em á, mới quen anh. Sao, sao? Ngồi xuống cái đòi. À, chị chả đòi gì cả. Lần đầu tiên gặp anh thì chị đòi một tí thú đau thương thôi. Vậy. Nhưng mà nhau thơ cô hay lắm đấy. À, mình ăn kem xong mình lạnh xong hôn nhau, cái hôn nó gọi là cái hôn lát xê, hôn đông lạnh. Thấy chưa anh Minh, thấy trời chưa? Ơi, bây giờ đó, bây giờ anh Minh cho em biết lời là ý kiến thành thật của anh Minh đi. Anh nói thiệt với em nha. Honesty is the best policy. Bởi vậy vì câu đó anh nói với em là làm thơ con cóc dở ẹt. Thôi kỳ cục với em. Thơ vậy dở hả? Ờ. Anh John á, bồ gì? Của em á. Sao? Anh khen cái thơ này nha, tuyệt tác phẩm đó nha. Trời đất ơi. Anh nói em á hả, tài sắc vẹn toàn á. Thôi đi em ơi, tại vì John là kép của em. Ông nội nó không dám chơi, không chia nó. Anh nói với em rồi, thằng John nó từng tâm sự với anh là trong cuộc đời của nó sợ nhất em làm thơ đó. Anh đừng có làm nữa. Cái thằng cha này tớ
hối xối cái tôi rồi, kỳ này về là tôi xé xác rồi, tôi không cho gặp mặt nữa đâu rồi nha. Ủa mà anh Minh ơi, sao? Anh Minh quen với anh John hả? Anh là bạn học thân lắm á. Anh quen thân vậy hả? Tôi hỏi anh Minh nha. Hỏi gì? Chiều nay anh nói anh dẫn em đi chụp hình nè. Anh chụp hình hay không? Cái gì? Thằng John chụp hình? Ừ. Hỏi thì anh nói em nghe nè, thằng John á cuộn phim không biết ráp vô máy nữa rồi chụp hình. Có đâu, anh nói hả, anh nói anh sẽ chụp hình cho em làm model đó. Anh nói là hả, anh sẽ giới thiệu cho em làm người mẫu của hãng Chanel nè, hãng mỹ phẩm Chanel đó. Đúng rồi, anh nói em á hả, à, anh đậu thủ khoa của cái môn chụp hình ở bên Đông Kinh đó, chuyên môn chụp hình khỏa thân không à. Cái gì? Chụp hình khỏa thân? Ừ. Xin lỗi em ạ, anh chụp hình khỏa thân còn hay hơn nó nữa. Ông ấy em khỏa thiên thân chưa? Kỳ. Cái gì? Tôi đang khỏa này. Nhưng mà anh Minh à, nhưng mà bây giờ anh nói thiệt với em một lời đi. Anh coi kỹ bài thơ này, anh mở ra đi, anh đọc đi. Kỹ cho em nha. Anh thấy em sao? Anh coi rồi anh sẽ thấy là em có thể có triển vọng trở thành một thi sĩ không? Với nhiều đêm thức trắng mà suy nghĩ, bài thơ của em sẽ là... Là thơ con khỉ. Em sẽ là loài sĩ. Thôi em ơi, anh nói em rồi, đừng làm thơ nữa chứ, ẹt ha. Cái gì vậy? Anh thấy dở á, là tại trình độ của anh thấp kém quá đi. Anh không có đủ tài anh thưởng thức thơ của tôi. Thấy anh dịu dàng quá mà. Bình thường anh ưa nói lời ngon tiếng ngọt, anh dỗ dành phụ nữ nên tôi mới hỏi ý kiến anh. Chứ mà tôi biết anh cà chớn vậy, tôi đâu có thèm hỏi anh làm gì. Xí, dừng tiền anh à, từ đây đừng nhìn mặt tôi nữa nha. Xí. Trời ơi. Nó hiện nguyên hình rồi đó, thấy chưa? Gì kì á, mảng xà tinh xuất hiện giữa ban ngày. Trời đất ơi, tướng này tướng thi sĩ đó hả? Tướng này tướng chỉ lộn mướn á. Thôi đủ rồi, nãy giờ tôi nói thân thiết thiết thì hãy mình em nói thật. Còn người lạ mà nói, bây giờ anh đi vào. Em, muốn em nói với anh là anh nói xạo em đi dị anh mà. Thôi bây giờ không nói gì hết, im nhá, tôi nói không nói gì hết. Rồi rồi anh, đi vào đây, vào đây. Chị chờ em thế, em lấy chắc cho chị nhá, đi vào đây. Trời ơi, áo đây. Em có áo này đẹp đẹp lắm. Vâng, hơi khoác thử chưa? Đấy, em nói thật nhá. Trời ơi, đẹp quá. Trời ơi, chỉ có một mình chị á. Trời ơi, sao vậy Minh? Đào đào sao vậy Minh? Trời, tôi nghĩ phần nhỏ quá. Trời ơi, cho tao đợi mở. Trời ơi, tôi tội nghiệp. Tự nhiên bắt giá lại à? Vậy. Vừa mãi rồi. Tôi nghiệp ghê không? Trời ơi. Không, anh bị lỡ, nói nhiều nó lỡ mồm. Em dám. Trời ơi, xem ác gì đâu. Em nói thật cái ly vậy em à. Bây giờ nói thiệt không cho. Thôi đủ rồi, để tôi làm việc. Chị em nói chị nghe này, cái áo này chỉ có một mình chị là xứng đáng thôi đấy. Nó cứ lông lông cái này là xứng đáng. Em lại quên nữa rồi em. Anh cũng muốn lắm nhưng mà tại vì honesty is the best policy. Hôm qua anh nói gì vậy chị vậy? Em nói anh á là chị Lan mặc áo này không có hợp xấu lắm. Cái gì vậy? Cái gì? Em thiệt nói mà. Vậy đó phải không? Không, em đâu có nói gì đâu. Em nói gì chị? Nói đi. Anh hả? Ngày hôm qua em nói gì chị Lan, anh nói thử em nghe coi. Nói đàng hoàng, quên cái này đi. Nói, quên cái này. Không thể quên, policy. Anh nói liền. Nói đi Minh. Chị biết không? Ừ. Vợ em nói chị mặc cái áo này xấu lắm. Tại vì chị vừa mập vừa lùn chân chị lùn. Chị đi như con vịt sim đai. Trời. Chị nói vậy đó. Cô nói tôi vậy phải không cô? Cô tưởng cô đẹp lắm hả? Trời đất ơi, hai cái chân như hai cái cẳng gà vậy đó. Mặc mini zip thế mà ghê luôn mà tưởng mình đẹp lắm hả? Cái gì? Chị trời này, chọc gan em hả chị? Ừ. Chị chọc gan em à? Ừ. Xin lỗi nhá, chị cứ nhìn lên tivi mà coi. Model người ta cứ khẳng từ chân xuống dưới thế này này. Hàng triệu triệu phụ nữ trên cái thế gian này á, cầu có một cái cẳng gà như tôi để mặc mini zip lên chưa chị? Xin lỗi à, còn hơn là chị. Anh coi đấy, hai cái bắp chuối thế này, hai bắp chân thế này như là hai trái xoài tượng á. Mà chị có biết chấm mắm đường nó chả làm được cái việc gì. Phải rồi, xài tưởng chấm mắm đường có nhiều người thèm lắm mà. Còn cô chỉ có mấy tiệm hủ tiếu nó thèm thôi à. Tiệm hủ tiếu thèm, tôi điên hay sao thèm? Nó thèm nấu xí quách đó. Không tin hỏi chồng cô thử coi. Anh, bây giờ em hỏi anh này, có chị Lan đây. Chân em này có phải là chân cẳng gà hay không? À, không. À, chân em không phải cẳng gà. Thấy chưa? Chân em là cẳng cò. Tại vì chân em anh nói thiệt á, còn tệ hơn là hai cẳng gà nữa. Dạ hai, tại vì cẳng cò nó vừa cong mà nó vừa ốm đó chị. Phải vậy. Im ngay, tôi không muốn anh nói nhá. Nè, tôi im, đừng có làm bộ rầy chồng mà cho qua chuyện nghe chưa. Tôi báo cho cô biết,
Kể từ nay hả, không chị em không hàng xóm láng giềng cái con khỉ khô gì hết á. Tôi không chả cần. Bây giờ tôi vĩnh biệt cô nè. Sayonara. Bye bye. Goodbye chị luôn. Never see you again. Em Me too. Thôi chị. Cái gì lắm? Muốn cái gì? Ê quýnh lộn hả chị? Xin lỗi chị, em có giỏi nha. Giỏi gì? Để em đứa đẳng tay con queo. Thôi chị ơi, nói chứ giận xíu thôi mà bỏ qua đi chị. Nói gì? Chị Lan à, em bây giờ em tự nhiên em thấy bực mình quá đi mất thôi. Sao vậy? Em bực mình vô cùng vậy bực đó. Bực mình cái gì? Chị biết không, chị em mình tình nghĩa chòm xóm mấy chục năm nay, vui vẻ. Tự dưng hôm nay lại gây nhau cái lộn ổ lên. Em chả biết vì đâu mà ra cái nguyên do thế này. Sai rồi. Vì ai vì vậy? Đâu chứ, vì ai? Vì ai? Vì ai? Vì ai? Vì mày. Hả? Chị chờ em chút xíu. Chờ em. Trời vậy? Ơi, tức quá. Chờ em chút xíu. Chị gì em? Hello. À, bác sĩ Tuấn đấy à? Vâng, em Đào. Đào vợ mình chứ còn Đào nào nữa, bộ lắm Đào lắm mà. Cái gì? Chúc mừng cái con khỉ tan nhà nát cửa đây này. Bây giờ em nói bác sĩ nhá. Bây giờ ngày mai em gửi chồng em lên bác sĩ. Bác sĩ dạy cho chồng em nói dối lại như cũ nhá. Cái gì? Dạy nó thật thì 1.200 mà dạy nói dối 2.400 à? Chặt gì mà chặt lắm thế bố. Thôi được rồi, rồi đằng nào cũng phải. Ngày mai nhá, em gửi chồng lên bác sĩ luyện lại nhá, nói dối như cũ giùm em please. Vâng, chào bác sĩ. Đấy, chị thấy chưa? Và như thế này mới được thôi. Không thể chịu được nữa rồi. Bởi vì chị nói hai em nghe. Dạ. Mấy ông bà già hồi xưa nói rất là đúng, em thấy không? Sao chị? Lời nói đó không có mất tiền mua. Dạ. Liệu mà nói dốc cho vừa lòng nhau. Ủa kỳ vậy? Vâng, thấy không? Một lời nói dối tế nhị hơn là một sự thật thô thiển đấy. Sao kỳ vậy? Anh. Gì em? Ngày mai lên bác sĩ nhá. Em cắn răng 2.400 cho anh học nói dối đúng trở lại nhá. Gì kỳ vậy? Thế sao? Sao vậy? Trời ơi, anh nói em nghe nè. Mình nói thiệt mới là khó, mới cần đi học. Chứ nói dối ai nói không được. Em muốn không? Làm liền liền. Làm thử em coi. Rồi chị Lan. Gì? Chị rất trẻ, rất đẹp. Da chị căng giống như gái 18 tuổi. Ôi, gì đó. Dễ thương á. Em. Hả? Tóc em thơm hương mùi dạ non. Mắt em là bể hoa cù. Trời ơi, tự dưng cái gia đình hạnh phúc hẳn lên. Vui vẻ liền thấy chưa? Nói dối cái vui. Anh. Sao em? Từ đây đấy nha. Em mà chỉ nghe anh nói thật một câu thôi đấy là em ly dị anh liền đấy. Bảo đảm với em 100 năm hạnh phúc. Thì đúng. Dạ.